Tại sao Tuấn Kiệt yêu cầu nông dân là chỉ phát cỏ một lần duy nhất trong đầu mùa mưa dầm, tức là dù tháng 8 mưa dầm thì tháng 7 chúng ta phát? Là nó có cái như thế này. Tại vì chúng ta có trong cái quy trình thuần thiên thì chúng ta có xài một xíu NPK. Mà khi có một xíu NPK vậy, thay vì cái cây này 100 kg thì do có một xíu NPK nó mới thành ra là 100, 103, 104 kg. Thì chính cái chúng ta làm cho cây trồng nó vác thêm nặng, dẫn đến rằng là cái sức khỏe của nó đó sẽ bị ảnh hưởng. Thì khi mà cỏ mà quá nhiều trong gốc ở mùa mưa dầm đó thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng gì ạ? Ẩm độ quá cao, làm cho trong khi cây trồng phải gánh thêm nên hơi đuối, nên dễ bị bệnh, nên là chúng ta phải phát cỏ trong mùa mưa dầm, trước mùa mưa dầm là như vậy. Còn nếu trong năm thì không cần phải phát cỏ, nó phải tự sinh và tự diệt. Rồi nên đúng là cái vườn nó phục hồi từ rất là lâu rồi. Được rồi, ok rồi Nhàn. Bữa nay hẹn Nhàn rồi lại cũng không gặp Nhàn. Đó, công việc nó nhiều, làm với Thuận Thiên thì nó rất là khỏe nên mới có thể đi làm việc khác được. Nhưng mà có những cái nông dân chưa có đúng. Cũng nói thêm về vấn đề là nông dân nha, phải cố gắng là coi cái video của Tuấn. Chứ bây giờ anh em đại lý đó của Thuận Thiên đó, là cũng lấy từ nông dân mà ra, đồng thời là có vườn, nên là khi mà có khách hàng thì lại không có thời gian coi video. Nên thời gian gần đây kiến thức của anh em đại lý, có một số anh em thua nông dân, mà chúng ta cũng phải hết sức thông cảm. Vì bây giờ công mướn là không ra. Và có một số anh em của Thuận Thiên sau 6 tháng không đổ xi, cái vườn chính cái vườn của mình không đổ xi, dẫn đến cái vườn nó còn xấu hơn vườn người ta nữa. Thì khi điều tra mới biết được là do quá bận, vừa bận việc vườn của mình mà vừa đi phục vụ nông dân. Vì làm với Thuận Thiên là lấy tiền của nông dân là phải giúp họ thành công, chứ không phải tiền vào túi ông sống chết mặc bay là không thể làm với Thuận Thiên được. Hay như vậy. Rồi, đẹp rồi. Nên là nông dân phải coi ha, phải coi, cố gắng cập nhật các video của Tuấn coi. Và khi anh em vào vườn tư vấn mà nó sai những cái video của Tuấn thì mà hỏi ngược lại tại sao ông Tuấn nói vậy mà ông nói vậy, để làm chi ạ? Để tạo cái áp lực mà giúp cho cái đại lý của Tuấn phải cập nhật kiến thức. Tại vì tính ra họ cũng là người nông dân mà thôi, nên là cũng phải thông cảm. Thôi đi qua bên vườn số 9 cho đi. Được rồi, ổn rồi. Xong cái này nó ra một cái cơi nữa. Sau cái cây mưa này, cái mưa trái vụ này, cái mưa đầu mùa này đạm rất là cao, nó ra một cái cơi nữa. Một tháng sau cập nhật lại và cho tiến hành làm bông lại.